Cũng trong sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác công an năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, Công an thành phố đã đạt và vượt các chỉ tiêu yêu cầu đề ra, nhất là trong bối cảnh phòng chống COVID-19. Theo đó, Công an thành phố được Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021, 390 tập thể và gần 1.700 lượt cán bộ chiến sĩ vinh dự được trao tặng các phần thưởng cao quý. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, kết quả nổi bật mà Công an thành phố đạt được trong năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thời gian qua, Công an thành phố đã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đã phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, triển khai có hiệu quả đề án dân cư, căn cước công dân, quản lý chặt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh, hoạt động, núp bóng, vi phạm pháp luật, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an ninh mạng, để góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Thứ nhất là phát huy những cái kết quả đạt được, nhân rộng, biểu dương các cái mô hình, các cái điển hình mà đem lại hiệu quả tốt, kịp thời khắc phục những cái tồn tại hạn chế. Thứ hai là triển khai đầy đủ kịp thời các cái chỉ đạo của Bộ Công an, của thành phố, chủ động tham mưu lãnh đạo thành phố trong công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền giáo dục lực lượng công an, nhất là lực lượng công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, tích cực đào tạo bồi dưỡng cả về mặt lý luận chính trị, chuyên môn để Công an thành phố đáp ứng ngày càng cao yêu cầu trong tình hình mới, để mỗi hình ảnh của người công an nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn luôn là đẹp đẽ. Chỗ nào có công an thì nơi đó có sự bình yên, tạo một cái sự niềm tin trong nhân dân. Tại hội nghị, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng được trao tặng huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước. Nhiều đơn vị công an cao cấp được tặng cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.